Tối mùng 4 tháng 2, tức 30 Tết, tại sân vận động trung tâm thị xã Đông Triều đã tổ chức chương trình văn nghệ mừng Đảng mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019 và tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp đón giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Tới dự có đồng chí Vũ Văn Học, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã, đồng chí Hà Hải Dương, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Văn Thắng, Phó Bí thư thường trực Thị ủy, đồng chí Phạm Văn Thành, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã. Đêm giao thừa năm nay, thời tiết rất thuận lợi nên sân vận động trung tâm của thị xã Đông Triều tấp nập, nhộn nhịp dòng người từ khắp nơi đổ về du xuân, cầu một năm mới an khang thịnh vượng. Trong tiết trời xuân, chương trình văn nghệ mừng Đảng mừng Xuân được đầu tư công phu hoành tráng, diễn ra sôi nổi với sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ chuyên nghiệp và không chuyên. Hàng chục tiết mục hát múa mang chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, mùa xuân đất nước và quê hương Đông Triều trên con đường đổi mới đi lên đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả. Đặc biệt, trong thời khắc giao thừa đón chào năm mới, nhân dân thị xã Đông Triều đã được chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa tầm thấp lung linh, đẹp mắt với nhiều mong ước cho một năm mới an lành. Tôi là một người con Đông Triều, quê lớn lên ở mảnh đất Đông Triều. Mấy năm nay thế, mảnh đất Đông Triều đổi mới và thay đổi rất nhiều về mọi thứ vật chất. Tôi rất tự hào người con của Đông Triều. Ở đây có không khí văn hóa văn nghệ hoạt động vào cái dây, người dân này đến đây hưởng ứng rất là đông, vui và cảm thấy không khí ở nơi đây rất là ấm áp. Và là người con của Đông Triều và hiện nay tôi cũng đã xa quê hương khoảng hơn 10 năm, nhưng mà đây là cái Tết hơn 10 năm tôi về đây để đón Tết. Cảm xúc của em bây giờ rất là vui và phấn khởi. Em mong cho gia đình em sẽ luôn hạnh phúc, vui vẻ và đầm ấm ạ. Và em cũng sẽ hứa cố gắng học tập thật giỏi để mai sau có một phần bé nhỏ của mình vào cho Đông Triều ngày càng phát triển thêm ạ. Việc tổ chức thành công chương trình văn nghệ và bắn pháo hoa tầm thấp mừng Đảng mừng Xuân của thị xã Đông Triều đã thực sự tạo được không khí vui tươi phấn khởi, động viên khích lệ cán bộ và nhân dân thị xã tích cực lao động sản xuất chào đón một năm mới với nhiều thành công.